Ok, chúng ta đến với ví dụ tiếp theo. Thì ở ví dụ này, chúng ta nhìn qua bức tranh tổng thể chúng ta sẽ thấy cái gì? Nếu mà nhìn zoom nhỏ như này chúng ta sẽ thấy gì? Là bò là bên tấn công chính, sau đó gấu phần gấu rất là mạnh này, em thấy không? Nhưng mà với cái cách mình đã chia sẻ với anh em á, thì anh em cũng không cần phải nhìn quá rộng như này đâu. Anh em tập trung vào những cái bức tranh gần nhất cho mình như này ha. Thì bức tranh gần nhất chúng ta có thể hiểu là gấu đang tấn công chính, bò phản công. Vậy thì nếu anh em sẽ đặt câu hỏi là vậy nó có không lực logic với cái trường hợp đầu tiên không? Thì thực ra không đâu nhé. Ví dụ ở đây bò tấn công chính, gấu phản công đúng không? Thì khi gấu phản công tức là gấu đang chủ động, gấu đang chủ động thì gấu phản công nghĩa là gì? Nếu mà nhìn theo hướng nào đó thì gấu đang tấn công ngược lại. Và bây giờ bò mới là bên cần phải phản công để chống lại cái đợt tấn công của gấu. Vậy thì chúng ta hiểu theo cách nào cũng được. Tùy cái góc nhìn chúng ta hiểu những cách nào cũng được. Ví dụ như chúng ta nhìn rộng như này chúng ta sẽ chờ chờ cái gì? Chờ cái bên phản công được kết thúc này. Đó, xong bắt đầu chờ bò quay trở lại thì chúng ta mới đi theo. Đó, còn nếu mà nhìn theo góc nhìn này đi. Đó, nhìn này thì chúng ta sẽ gì? Biết gấu đang tấn công này. Đó, và chúng ta chờ những lần thất bại của bò để chúng ta nhảy vào chúng ta đi theo gấu, đúng không? Còn khi mà gấu thất bại thì nó sẽ thể hiện được cùng qua cái việc là bò liên tục thắng thế thì lúc đó chúng ta sẽ đi theo bò sau. Đó. Đó, ý mình ở đây chỉ đơn giản là chúng ta không cần phải nhìn quá rộng. Thì tập trung bức tranh này là được ha. Rồi, thì ở đây chúng ta thấy này. Gấu đang tấn công với những căn cứ gần nhất của nó này. Đó. Thì bây giờ chúng ta chờ gì? Chờ những đợt phản công của bò. Rồi khi nó thất thế thì chúng ta nhảy vào. Thế thôi, nó chỉ đơn giản vậy thôi ha. Rồi chúng ta cùng xem thị trường đi nào nhé. Bò tấn công này. Khi bò tấn công vào thì gấu bắt đầu lao vào đây này. Đó, gấu bắt đầu lao vào này. Tạo một căn cứ ở đây. Đó, gấu sẽ cố thủ căn cứ này. Bò thì nó sẽ cố thủ căn cứ này. Đó, hai bên sẽ bên nào mà thắng thế nó sẽ đi theo bên đó. Bò thắng thế này, bò sẽ đi tiếp này. Gấu tiếp tục lao vào đây này. Đó, gấu bắt đầu lao vào mạnh hơn này. Rồi. Gấu bắt đầu đẩy xuống này, phá vỡ những căn cứ này của bò này. Nó sẽ đẩy xuống đâu? Nó sẽ cố gắng phá căn cứ này, được chưa? Nó sẽ cố gắng phá căn cứ bên dưới để mà nó đi xuống tiếp. Chúng ta cùng xem bò có giữ giá được hay không thôi nhé. Rồi, bò giữ giá được lần đầu tiên này, bò đẩy lên này. Gấu bắt đầu lao vào này. Hai bên tranh chấp với nhau này, anh em thấy không? Này, em để chỗ này nhé. Khi bò hồi lên này, một xu hướng đúng không? Gấu bắt đầu lao vào, theo một xuống và nó phá vỡ cái xuống này, với căn cứ này. Đó, để đẩy giá xuống cái căn cứ quan trọng nhất của cái đợt phản công này của phe bò. Đúng chưa? Rồi, sau khi xuống đây thì bò bắt đầu đẩy giá lên. Nhưng mà gấu lúc này, gấu bởi vì gấu đang mạnh này, gấu bắt đầu phòng thủ ở đây. Và anh em thấy không? Gấu sẽ liên tục cố gắng để tạo những cái đỉnh thấp hơn và đáy thấp hơn. Hiện tại nó chưa tạo đáy thấp hơn, muốn tạo đáy thấp hơn nó phải phá thằng này, chưa? Bây giờ thì chúng ta đang thấy hai bên tranh chấp với nhau này. Nếu bây giờ bò thắng thế, bò phá lên thì bò sẽ lại tiếp tục đẩy giá lên trên này. Còn nếu bây giờ gấu thắng phá xuống thì gấu sẽ có xuống đi xuống đây để thử một lần nữa xem có phá lại căn cứ này không. Vậy thì bây giờ chúng ta chờ xem chờ nó đi theo hướng nào chúng ta đi, thì chúng ta sẽ vào lệnh theo hướng đó thôi. Đây là một tranh chấp rất đẹp này, nó phá xuống là mình có thể vào lệnh được này. Rồi, nó phá xuống rất đẹp này, anh em thấy không? Phá xuống vùng tích lũy này. Đây, phá xuống rất đẹp luôn, phá xuống toàn bộ những vùng tích lũy này. Thì bây giờ rõ ràng gấu thắng thế rồi. Gấu thắng thế thì bây giờ nó sẽ xuống xuống dưới này thôi. Ha. Thì bây giờ chúng ta sẽ đặt lệnh. Chúng sẽ đi theo cái này, ví dụ chúng ta đặt lệnh stop ở đây. Thì nếu bây giờ chúng ta tự về ở dưới này này thì sẽ không an toàn, vì sao? Bởi vì hai vùng căn cứ này nó rất là mạnh và nó ủng hộ thằng bò trước đó. Như vậy thì an toàn nhất vẫn là TP chỉ đây thôi, đúng không? Đó. Đây này, trước khi nó chạm vào cái thằng này này. Đó, rồi. Vậy thì bây giờ nếu như bên này thì cái tỷ lệ rất là thấp thì chúng ta entry lại thôi. Chúng ta thử xem khung lớn nó có cái vùng bò gấu nào. Cũng không có vùng nào đặc biệt. À đây, đây có một cái vùng G đây này, anh em thấy không? Chúng ta limit lại ở đây xem được 2R không? Nếu mà chưa đủ 2R chúng ta cứ limit cho đủ 2R thôi. Đó, theo cái lý thuyết chúng ta thôi. Rồi, đủ 2R này, đó. Khớp thì top, không khớp thì chúng ta bỏ ha. Rồi, tiếp tục cho đến chạy. Rồi, khớp lệnh này. Ui, ra đi lên này. Rồi, ra đâm xuống này, anh em để ý này. Đây là cái gì đây? Là mô hình hai đáy này. À, hai đỉnh này, thấy chưa? EG đáy hai này, quá đẹp. Nếu mà chúng ta chưa vào lệnh đây, chúng ta có thể vào lệnh ngay tín hiệu này này. Limit đây. Stop ở trên này. Đó, về dưới này. Thì cũng vậy thôi, ha. Đó, entry ngay cái EG thứ hai này, cũng 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 được ha. Rồi. Ui, này nó khớp này, anh em thấy không? Nó cũng khớp luôn này. Vào đây xuống TP luôn ha. Rồi, đó xong một lệnh, nó rất đơn giản thôi, nó không có gì phải cầu kỳ, không có gì TP sai cả.
Rồi là pha xuống này, thì bây giờ pha xuống thì tiếp tục là gấu thắng thế thôi. Gấu thắng thế thì nó cũng sẽ đi xuống thôi. Bây giờ chúng ta xem này. Chờ bộ phản công. Rồi bộ phản công này. Bộ phản công rất là mạnh này, phá vỡ qua đi căn cứ này này. Giờ đang đến căn cứ này này. Chúng ta tiếp tục quan sát xem là bò với gấu phản ứng như nào. Rồi, chúng ta thấy cái gì? Bò phản công rất mạnh mẽ, bò đây nó khả năng được ủng hộ với thằng bò trước đó đây. Cái lực tấn công cũ của nó. Đó, thì bây giờ nó phá hết căn cứ này. Thì bây giờ rõ ràng bây giờ từ cái việc mà gấu tấn công chính, bò phản công thì bây giờ sang cái việc là bò tấn công chính cũng có phản công rồi, đúng không? Và khi mà bò tấn công chính á thì chúng ta sẽ có thấy căn cứ này. Đây chúng ta để ý này. Khi bò tấn công chính, đã là bò tấn công chính thì chúng ta chờ gì? Chờ gấu phản công và chờ thất thế chúng ta đi lên, đúng không? Còn nếu mà ví dụ như gấu liên tục thắng thế chúng ta đi ngược lại thôi. Đó, bây giờ chúng ta quan sát ha. À, chúng ta thấy cái gì? Bò phản công đúng không? Bò tấn công chính đúng không? Bây giờ gấu phản công này, gấu phản công cũng rất mạnh, hai bên có vẻ tương đương với nhau này. Thì chỗ này dễ xảy ra sideway lắm. Hai bên tranh chấp với nhau này. Bò thắng thế. Xong gấu pha xuống, gấu pha xuống nhưng cũng cũng không quá quá xa rồi bảy rồi rồi lại đẩy lên này. Thì ở đây chúng ta có thể thấy là bò nó cố giữ ở căn cứ này ha. Rồi thì bây giờ bò sẽ làm gì? Bò giữ căn cứ này và cố gắng đẩy lên những căn cứ tiếp theo của phe gấu. Gấu thì cố gắng sẽ phá căn cứ này đi xuống tiếp. Bây giờ chúng ta cùng xem là gấu sẽ làm gì. Đây, bò tiếp tục này. Bò tiếp tục đẩy lên này. Đó, bây giờ gấu lao vào này. Gấu lao vào phòng thủ này. Đó, bây giờ anh em nhìn đây anh em thấy gì rồi? Sideway rồi này. Đó, đi ngang rồi này, nó thấy chưa? Nhìn cấu trúc là biết rồi, một bên hai bên đều mạnh thì nhìn là biết rồi. Chỗ này nếu mà không có kinh nghiệm trade thì sẽ rất là dễ thua này. Này, mình nói lại này. Bò tấn công, gấu bắt đầu phản công xuống. Bò cố gắng giữ giá khu vực này, đẩy lên và thắng thế chủ chỗ này này. Đó, đẩy lên hai bên tranh chấp với nhau. Bò tiếp tục thắng thế. Thì tại khu vực này này là bò nó đang 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 cố gắng để nó chống lại cái đợt phản công này của phe gấu này. Và nó đang có ưu thế này, thấy chưa? Nó đang được ủng hộ bởi cái đợt tấn công chính. Đó, bây giờ chúng ta chờ cái gì? Bây giờ gấu phản công xuống này thì nó sẽ đến căn cứ này đúng không? Nếu như bên này nó phòng thủ thành công, nó thể có tín hiệu phòng thủ thành công thì chúng ta lao vào đây, chúng ta đi theo nó, đi lên căn cứ gần nhất. Tại sao là căn cứ này mà không phải những căn cứ trên? Bởi sao? Bởi những căn cứ ở trên này chúng ta đâu biết là cái căn cứ nào. Nó có một căn cứ ở đây nhưng mà nó cũng rất rủi ro bởi vì trước đó nó có rất nhiều những vùng căn cứ khác. Và đặc biệt là anh em phải nhớ đây là vùng Segway nên là nó rất dễ để đảo chiều bất chợt. Bởi vì cả hai bên đều mạnh mà. Đó, kịch bản cơ bản chúng ta chờ đợi vậy thôi ha. Và chúng ta quan sát kỹ vùng này. Này, bò đẩy lên đầu tiên này. Bò để lên lần hai này. Bò để lên lần hai này thì thực ra là tín hiệu này cũng cũng tương đối là đẹp. Tuy nhiên nó vẫn còn một cái vùng gấu đây này. Đó, mình hơi hơi đắn đo chỗ đó bởi vì sao? Bởi vì đây là vùng sideway. Mà một vùng đã sideway hai bên tranh chấp với nhau á, thì những cái tín hiệu thật sự đẹp thì mình mới vào. Còn cái này thì mình vẫn hơi lấn cấn một tí xíu. Chỗ này có thể vào nhé, anh em hoàn toàn có thể lựa chọn vào ngay ở tại vị trí này. To dưới này và TP lên đến khu vực này, chỉnh entry limit lại thôi, nó rất đơn giản thôi. Đó. Xem có cái vùng EG đâu. Đó, không có thì có thể leave việc này nhé. Còn nếu với mình thì mình sẽ chờ thêm một chút xíu nữa để xem có tín hiệu đẹp hơn không. Nó vẫn chưa phá được cái vùng đó. Giờ có phải phá rồi, ok, đây tín hiệu quá đẹp rồi. Em thấy không? Nó phá toàn bộ những cái vùng gấu ở đây. Đặc biệt là anh em thấy này, khi gấu tấn công xuống này nó liên tục tạo những cây ego fin, tên cây nến giảm rất là mạnh ấy. Nhưng mà những cây nến giảm này đều thất bại hết, nó thể hiện rõ ràng cái ưu thế của phe bò thôi. Thì bây giờ mình sẽ vào lệnh. Đây cái EG của M15 rất đẹp rồi này. Anh em thấy cái EG M15 không? Rất đẹp, nó limit lên thôi. Ở đây nếu limit ở đây thì lên trên này khoảng tầm 3R cũng được này. Nó hơi rủi ro một tí xíu thôi. Bởi vì nó vào trong vùng cản này thì thực ra cũng không vấn đề gì. Còn nếu mà 2R an toàn chắc cú thì ở đây. Đó, tùy lựa chọn ha, chọn nào cũng được, tùy khẩu vị. Mình thì chắc mình sẽ 2R thôi. Nếu mà không khớp thì thôi bỏ ha. Nó chạm này trước khi khớp thì bỏ. Này, nó khớp luôn này. Rồi, TP trong một nốt nhạc. Ok. Đó, anh em thấy không? Thấy cách chúng ta phân tích và vào lệnh không? Rồi, ok, kể cả những vùng sideway nếu mà chúng ta biết cách phân tích và chịu khó kiên nhẫn chờ tín hiệu đẹp thì chúng ta vẫn sẽ có những cái điều rất là ok. Ha. Rồi, cảm ơn anh em. Hẹn gặp anh em ở những video sau.